ta cùng khởi động với thầy nhé. Rồi, hai tay chống hông gặp cổ, động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, chúng ta xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đổi chân. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, chúng ta xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ 4, chúng ta xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, chúng ta xoay khử tay. Hai tay chúng ta ngang vai, chúng ta nắm tay lại, chúng ta co. Sau đó chúng ta gập cổ xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay chúng ta chống hông, chúng ta xoay hông. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta thu chân lại, chúng ta tay chúng ta đặt gối, chúng ta xoay gối cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng chúng ta gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục phát triển chung của lớp 3. Sau đây thầy sẽ làm cho các em xem. Động tác thứ nhất, phương thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác số 2, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác số 4, động tác lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Động tác số 5, động tác cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 6, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác số 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác số 8, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Thực hiện xong các bài tập thể dục, chúng ta sẽ thực hiện động tác thả lỏng. Sau đây thầy sẽ làm mẫu cho các em xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các em cùng thực hiện lại nhé. Chào tạm biệt các em.